Tô Lâm và Ba Dũng có cải cách thiết lập chế độ tổng thống ở Việt Nam hay không. Với phong cách thần tốc cũng đã nói là làm, ngay sau khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc, chiều ngày 21 tháng 8, Tô Lâm đã cho công bố các quyết định của Bộ Chính trị về điều động phân công cán bộ. Theo đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang được phân công giữ chức trưởng ban Kinh tế Trung ương. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính sang giữ chức Thường trực Ban Dân vận Trung ương. Theo giới quan sát, cho đến thời điểm hiện nay vẫn chưa thể khẳng định mọi chủ trương hay ý đồ của Tô Lâm đều được cụ thể hóa nhanh chóng trên thực tế và khó có thể đảo ngược. Tại sao lại có câu hỏi như vậy? Trong những ngày gần đây trên mạng xã hội, một số người có ảnh hưởng với công chúng bỗng dưng nhắc tới hoặc ca ngợi cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Công luận cũng muốn biết lý do vì sao ông Ba Dũng liên tục xuất hiện cùng ông Tô Lâm trong một số sự kiện. Phải chăng cựu Thủ tướng đang định trở thành chấp chính? Theo giới phân tích, sự trở lại chấp chính của ông Ba Dũng là điều không thể. Nhưng với vai trò quân sư hay cố vấn, thì ông Ba Dũng vẫn có thể gây ảnh hưởng với chính trường tại Việt Nam. Trên mạng xã hội, người ta chia sẻ các video clip về ý kiến của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định muốn chống tham nhũng, lãng phí thì phải chống bằng thể chế, cơ chế, chứ không phải bằng đốt lò. Đây được đánh giá là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với xu thế của thời đại, móng Tô Lâm cần xem xét để áp dụng. Mới đây, trên mạng xã hội loan truyền tốc độ chóng mặt về hình ảnh thân mật giữa ông Tô Lâm lúc đó là thiếu tướng và cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cách đây 16 năm. Lần đầu tiên bức ảnh được công bố. Hình ảnh này được cho là ông Tô Lâm tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Đức đầu tháng 3 năm 2008. Khi đó, Thiếu tướng Tô Lâm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh. Giới thạo tin cho biết, trong tấm hình này, người đứng giữa mặc áo trắng là Trung tướng Bùi Văn Nam, thời điểm đó là Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Tổng cục 5, Bộ Công an. Tướng Nam trước đó từng là thư ký của Bộ trưởng Công an Lê Minh Hưởng. Bộ trưởng Hương chính là người đã nâng đỡ, dìu dắt Tô Lâm để mà thăng tiến. Đây cũng chính là lý do vì sao trưởng ban tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng vẫn được ông Tô Lâm nâng đỡ và bao bọc. Đáng chú ý, Trung tướng Thứ trưởng Công an Bùi Văn Nam là thứ trưởng duy nhất phục vụ dưới thời Bộ trưởng Trần Đại Quang, được Tổng Trọng giữ lại, tiếp tục làm thứ trưởng. Theo giới thạo tin, tướng Bùi Văn Nam có thể chính là cây bút Dương Vũ, là tác giả loạt bài viết 16 kỳ với tựa đề Ai đã làm khánh kiệt đất nước, có nội dung tố cáo sai phạm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Sau khi tấm hình kể trên được công bố, người ta mới ngã ngửa về hành động được cho là trá hàng tài tình của thứ trưởng duy nhất là người phục vụ dưới thời Đại Bộ trưởng Trần Đại Quang và được Tổng Trọng giữ lại. Trong loạt bài viết 16 kỳ với tựa đề Ai đã làm khánh kiệt đất nước, tác giả tiết lộ một tin động trời. Đó là vào khoảng thời điểm trước Đại hội 12 đầu năm 2016, nếu cơ hội đến thì Ba X sẽ là Tổng thống và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ giải tán. Nếu chưa chín muồi, Ba X sẽ là Tổng Bí thư, có thể kiêm Chủ tịch nước. Những đồn đoán vừa kể trên liệu có liên quan gì đến cái gọi là công cuộc cải cách thể chế của ông Tô Lâm đang định làm hay không? Khi mà Nguyễn Tấn Dũng xuất hiện trong vai trò đại ca đứng phía sau, liệu Tô Lâm có thể thiết lập thể chế Cộng hòa Tổng thống của Việt Nam nếu có cơ hội hay không? Và chúng ta hãy chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Tô Tổng và Ba Dũng có cải cách thiết lập chế độ Tổng thống ở Việt Nam hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tổng Trọng và cựu Thủ tướng Ba Dũng, ai sạch hơn ai? Với tần suất xuất hiện trên mặt báo nhiều hơn bình thường, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đột nhiên trở thành tâm điểm của dư luận và gây ra rất nhiều tranh cãi. Vào năm 2016, ông Dũng tự nguyện rút khỏi chính trường do áp lực của nội bộ đảng. Quan trọng hơn nữa là ông chủ trương ai làm thủ tướng cũng được, nhưng không phải là Ba Dũng, được ban lãnh đạo Bắc Kinh đồng thuận
tạo áp lực lớn lên quyết định của cựu thủ tướng. Mạng xã hội trong những ngày vừa qua nổi sóng bởi các ý kiến khen chê với cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đang có những dấu hiệu sẽ tham chính với tư cách là quân sư quạt mò cho Tô Lâm. Mới đây, ông Nguyễn Chí Dũng, cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giai đoạn năm 2003 đến năm 2016, đã đăng một status trên Facebook cá nhân với nội dung như sau: Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một nhân cách lớn. Tôi vinh dự đã từng là chuyên gia tư vấn cho ông. Ngay lập tức, ông Sĩ Dũng đã bị rất nhiều người không ủng hộ cựu thủ tướng phản đối dữ dội, khiến ông phải khóa chức năng bình luận. Sau hành động này, lập tức ông Sĩ Dũng tiếp tục bị chỉ trích rằng ông không tôn trọng sự khác biệt. Do đó, ông Sĩ Dũng đã phải đăng một status giải trình tại sao ông lại khen ông Ba Dũng, cũng như vì sao ông phải khóa bình luận. Việc đánh giá về một cá nhân, nhất là về các chính khách, tất nhiên sẽ có người khen kẻ chê. Đây là quan điểm của mỗi cá nhân trong giới hạn quyền tự do biểu đạt. Tuy nhiên, các luồng ý kiến chắc chắn sẽ chịu những tác động rất lớn từ ngoại cảnh, từ những thông tin mà họ nhận được. Đối với Ba Dũng, chắc chắn ông đã bị cố ý bôi nhọ với mục đích là hạ bệ và làm giảm uy tín từ các đối thủ chính trị, cụ thể từ phe cánh của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong status với tiêu đề tâm sự đăng lên trang cá nhân, ông Nguyễn Sĩ Dũng đã bộc bạch như sau: sự thật mà tất cả chúng ta đều biết. Xin được phân tích về hai sự thật này để các bạn tham khảo. Thứ nhất là sự thật thứ nhất là không thể phát hiện ra vi phạm. Anh Ba Dũng bị coi là đồng chí X, là sâu chúa, là chùm cuối, nên anh trở thành đối tượng số một chiến dịch đốt lò. Trong suốt gần 3 nhiệm kỳ, gần 15 năm, với quyền lực tối thượng, với quyết tâm sắt đá, với bộ máy kiểm tra, thanh tra, điều tra hùng hậu, vẫn không thể phát hiện được bất kỳ vi phạm nào để đưa đối tượng 3X vào lò. Chừng ấy thời gian đã đủ để lương tâm mách bảo về nghĩa vụ phải trả lại danh dự cho anh Ba hay chưa? Thứ hai, tại sao mọi công dân đều được pháp luật bảo vệ khỏi vu khống và xúc phạm danh dự, còn công dân Nguyễn Tấn Dũng thì không? Chúng ta xây dựng kiểu nhà nước pháp quyền gì lạ như vậy? Ý kiến của Nguyễn Chí Dũng cho rằng, bất kể các nỗ lực bới lông tìm vết của ông Tổng Trọng hay Tư Sang, kết quả cuối cùng vẫn không tìm được dấu vết tham nhũng của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Và khi chưa có phán quyết của tòa án, thì mọi cá nhân đều chưa có tội. Trong khi đó, trong khoảng thời gian cuối đời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bị lật lại những cáo buộc liên quan đến bê bối Siputra, khu đô thị Nam Thăng Long. Theo đó, chỉ vì một quyết định vội vàng, lãnh đạo Hà Nội khi đó là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bây giờ, khi đó ông là Bí thư Thành ủy, và Chủ tịch Hoàng Văn Nghiên đã phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất của dự án sớm hơn 16 ngày, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 3.000 tỷ đồng thời giám khi đó. Bây giờ số tiền này rất lớn. Thậm chí đã có những cáo buộc cho rằng các lãnh đạo Hà Nội lúc đó đã nhận những món quà biếu với giá trị hàng triệu đô la. Những điều kể trên thì vẫn chỉ nằm ở mức cáo buộc. Tuy nhiên, có những ý kiến khẳng định rằng việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nhận hai căn biệt thự từ tập đoàn Siputra là có căn cứ. Công luận cho rằng tỷ lệ chính xác của tin đồn ở Việt Nam là khá cao, vì có thể đã được dò dỉ từ bên trong nội bộ đảng mà ra. Quý vị các bạn vừa xem bản tin Tổng Trọng và cựu Thủ tướng Ba Dũng, ai sạch hơn ai? Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de